Xin chào các bạn, mình là Hana Hun. Xin chào các bạn, mình là Hana Hun. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hun. Hiện tại bây giờ bên Hun là 5 giờ rưỡi chiều và nhiệt độ bây giờ là 102 độ F. Đó là cái nhiệt độ mà Hun xem được trên điện thoại nha. Còn cái nhiệt độ thật sự ở ngoài trời á là tầm 108 cho đến 101 độ F, là tương đương với tầm 39 cho tới 41 độ C. Cái nhiệt độ này á, đối với cảm nhận riêng của mình á, là hiện tại bây giờ ở Houston nhiều khi còn nóng hơn so với bên Việt Nam luôn á. Và đây là cái mùa hè đầu tiên mà mình cảm giác nóng đến như vậy. Các bạn tưởng tượng được không? Là mình đang ở trong phòng và mình có mở máy lạnh nè, mình có mở luôn máy quạt nữa, mà do cái bàn làm việc của mình á là gần bên cửa sổ, cho nên nhiều khi mình ngồi làm việc ở đây á, tầm giờ trưa á, nắng nó hắt lên nó nóng á, mình nhiều khi mình ngồi mình cảm giác như mình đổ hết mồ hôi luôn vậy á. Mà giữa cái thời tiết nắng nóng như vậy làm cho mình nhớ đến tầm khoảng một năm về trước, mình có xem được một cái video đó là các bạn chiên trứng ở ngoài trời giữa thời tiết 40 độ C mà trứng vẫn chín luôn nha. Nhìn trứng có vẻ rất là ngon luôn. Thay vì các bạn chiên trứng ở trên lửa đúng không, thì mình thấy là các bạn đó là dùng cái chảo đi ra ngoài sân á, trước nhà, để cái chảo đó rồi cho nó nóng lên, là đổ dầu lên mà chiên trứng vẫn chín luôn. Thì nhân tiện giữa thời tiết Houston nắng nóng như vậy thì Huỳnh định là Huỳnh sẽ thử thách xem là chiên trứng ở ngoài trời nó có thật sự là chín hay không. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng theo Huỳnh để thực hiện thử thách đó nhé. Huỳnh vừa đổ dầu vào trong chảo xong thì Huỳnh thấy là dầu không hề sôi, mặc dù Huỳnh đã để chảo này ở ngoài trời nắng từ lúc 3 giờ trưa cho tới bây giờ cũng đã là 5 giờ 50 gần 6 giờ chiều rồi, thì Huỳnh thấy là cái chảo dầu, chảo thì không quá nóng, mà khi đổ dầu và trứng vào thì dầu với trứng không hề có dấu hiệu của sự chín ở đây hết á. Thì lúc này Huỳnh đã có linh tính là có khi nào là cái thử thách này Huỳnh sẽ không thành công hay không. Nhưng mà Huỳnh vẫn cứ ngồi đợi đó thôi. Trong lúc mà Huỳnh ngồi đợi á, thì Huỳnh lay hoay thì Huỳnh thấy được cái điện thoại của Huỳnh á báo là nhiệt độ ở ngoài đang rất là nóng và cái điện thoại của Huỳnh còn được nghỉ ngơi. Thì Huỳnh lập tức chạy vào trong nhà liền. Và lúc này thì Huỳnh cảm nhận được là cái điện thoại của Huỳnh đang cực kỳ nóng luôn các bạn. Và Huỳnh giật điện thoại mình xuống ngay liền, tại Huỳnh sợ là cầm hoài thì nó sẽ bị nổ. Thì các bạn hãy tưởng tượng nha, thời tiết nóng như thế nào mà để điện thoại Huỳnh phải báo là cần phải nghỉ ngơi như vậy. Thì tầm 15-20 phút sau thì Huỳnh đi ra để Huỳnh kiểm tra xem là trứng của Huỳnh như thế nào rồi. Thì như các bạn thấy đó, tình trạng trứng hiện tại của Huỳnh là vẫn như lúc ban đầu thôi, cũng không có gì thay đổi hết. Các bạn ơi, thử thách hôm nay có lẽ là không thành công được rồi. Các bạn thấy ở ngoài trời còn sáng không? Ánh sáng nó đang hắt vô cửa sổ của mình nè. Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi rồi, nhưng mà
trời vẫn còn rất nóng mà nắng vẫn còn rất gắt luôn. Lúc nãy Huỳnh nói với bạn là nhiệt độ ở ngoài dao động từ 108 độ F cho đến 110 độ F đúng không? Nhưng mà thật sự mà nói là hình như là một bài báo là nhiệt độ bây giờ đã tăng lên đến 114, 115 độ F rồi. Là nó khoảng chắc trên 40 độ C bên Việt Nam đó, hơn 40, tầm 41, 42 gì đó. Mà rất là nóng luôn, các bạn có thể nhìn thấy rõ mặt của Huỳnh ngay chỗ này nè, đỏ hết lên. Tại vì da mặt của Huỳnh rất là mỏng, khi mà ra nắng một tí là nó sẽ ửng đỏ hết lên. Và cơ thể của Huỳnh đó là cái cơ địa mà một người mà một đứa rất là dễ đổ mồ hôi, cho nên là ra đứng một tí thôi là mồ hôi ướt hết đầy người Huỳnh, là kiểu như phía sau Huỳnh bây giờ là vậy, như là mới tắm xong vậy đó. Mà 6 giờ mấy 7 giờ chiều rồi, mặt trời còn rất là oi bức luôn. À, mình quay trở lại cái việc mà chiên trứng ở ngoài, xem là tại sao mà Huỳnh nói là thử thách này Huỳnh không thành công. Do là hiện tại bây giờ Huỳnh đập cái trứng nó ra từ cái lúc mà 5 giờ 50. Huỳnh, mà trước đó là Huỳnh đã để cái chảo ở ngoài sân lúc 3 giờ để cho cái chảo nó nóng dần là vừa. Thì Huỳnh nghĩ là mình cứ để đó đi, thì tới 5-6 giờ mình mới quay, thì để cho nó nóng dần là vừa, để cho nó tích nhiệt từ từ tới đó là vừa. Mà khi mà Huỳnh đổ dầu vô thì Huỳnh không có thấy một cái dấu hiệu gì mà gọi là dầu nó đang sôi hết á. Kiểu như khi mà các bạn bật lửa đúng không, các bạn bỏ chảo lên, các bạn đổ dầu vô, các bạn sẽ thấy dầu nó sôi, các bạn thấy được dấu hiệu đó đúng không? Nhưng mà lúc nãy Huỳnh kiểu như là Huỳnh đổ dầu vô, Huỳnh thấy cái chảo nó vẫn bình thường, nó không có dấu hiệu gì của cái việc mà nó đang sôi, đang nóng lên hết. Thì tầm khoảng 15 phút sau Huỳnh đi ra, Huỳnh đập trứng bỏ vô, thì cái trứng của Huỳnh á, cái tình trạng của cái trứng của Huỳnh từ cái lúc mình sao cho 6 giờ đi, tầm 6 giờ Huỳnh đập trứng bỏ vô cho tới hiện tại bây giờ, nó vẫn không có gì thay đổi. Nó cũng chỉ là một cái như là cái tình trạng lúc đầu mình đập trứng bỏ vô vậy. Huỳnh chưa thấy là dấu hiệu gì mà có sự nó đang chín lên hết á. Cho Huỳnh nghĩ là cái thử thách này của Huỳnh đã không thành công rồi. Nhưng mà Huỳnh vẫn không bỏ cuộc, Huỳnh vẫn còn đang để cái trứng ở dưới sân á, để tầm 8-9 giờ xem trời nó tắt nắng rồi, thì để khoảng mấy tiếng ở ngoài coi là nó có chín đi một tí nào không, hay là dạng mình ăn dạng 59-50-50 thì cũng mãn nguyện vẫn vui. Nhưng mà theo như cảm nhận của Huỳnh á, và nếu như các bạn mà muốn làm cái này á, muốn mà ăn trứng mà dạng trứng chiên như vậy, thì Huỳnh nghĩ các bạn nên chiên cách thủ công đi, cho nó đỡ mất thời gian mà mình lại đỡ phải mệt nữa. Bây giờ là tầm 7 giờ rưỡi, thì khoảng 8 giờ thì Huỳnh sẽ cập nhật thêm tình hình cho các bạn nhé. Hiện tại bây giờ bên Huỳnh đã là 8 giờ tối rồi, mặt trời cũng đã lặn đi bớt rồi, và thời tiết cũng mát hơn so với lúc trước rất là nhiều. Và cái tình trạng trứng hiện tại bây giờ của Huỳnh á, là theo Huỳnh thấy là trùng trắng á, thì vẫn còn sống, mà trùng đỏ thì Huỳnh thấy là chỉ có điều lớp trên trùng đỏ hơi bị nhăn là một tí thôi. Huỳnh nghĩ chắc là do Huỳnh để ngoài nắng quá lâu á, cho nên mới bị như vậy. Nhìn chung thì trứng của Huỳnh không hề chín luôn. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ đã là 8 giờ rưỡi tối. Huỳnh quay video này từ lúc mà 5 giờ rưỡi chiều, cái lúc mà mặt trời còn sáng, còn nóng, cho tới hiện tại bây giờ. Không biết các bạn thấy không, là bây giờ trời đã tối đi rồi và nhiệt độ cũng đã giảm đi rất nhiều so với lúc trưa rồi. Nhưng mà cái trứng của Huỳnh cũng không hề chín, trồng trắng không chín, trồng đỏ không chín. Mặc dù Huỳnh đã làm theo các bước, và cái trứng của Huỳnh á, hình dạng y chang như cái lúc ban đầu mà Huỳnh đập trứng bỏ vào chảo. Huỳnh đã xem video đó, xem lại, và Huỳnh làm y chang những gì video đó chỉ. Và Huỳnh còn sợ là chảo không đủ nóng, cho nên Huỳnh đã để chảo ngoài sân. Trước lúc đó là Huỳnh đã để 3 giờ là Huỳnh đã đem cái chảo xin lỗi các bạn, tại do giọng Huỳnh mới vừa bệnh xong á, cho nên Huỳnh nói một tí là Huỳnh sẽ bị hụt hơi, cho hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho điều này. Huỳnh vừa nói gì ta? À, Huỳnh vừa nói cái vụ cái chảo, là
Huỳnh đã để cái chảo ngoài sân trước đó, là tầm 3 giờ là Huỳnh đã đem chảo ra ngoài sân để rồi. Nhưng mà khi mà Huỳnh đổ dầu vào thì Huỳnh thấy là dầu không hề sôi. Lúc đó Huỳnh có linh tính là có khi nào là thử thách này sẽ không thành công hay không. Nhưng mà cái linh tính đó của Huỳnh là đúng, tại vì thử thách ngày hôm nay của Huỳnh không thành công. Nhưng mà Huỳnh nghĩ á, cái lý do mà để mà cái việc mà thử thách hôm nay của Huỳnh không thành công đó là nhiệt độ. Nhiệt độ không đủ nóng để làm cho cái trứng của Huỳnh chín. Nhưng mà Huỳnh đang có một thắc mắc á, là nhiệt độ bên Huỳnh là 114 độ F, là sẽ tương đương, theo như hồi trưa Huỳnh coi á, là Huỳnh chuyển từ độ F qua độ C á, là sẽ tương đương tầm 40 cho đến 42 độ C. Nhưng mà nhiệt độ trong cái video của các bạn đó đăng á, thì các bạn đó để là hình như là đạt 40 độ C là các bạn đó đã có thể chiên thành công một cái trứng. Thì Huỳnh nghĩ là nhiệt độ bên Huỳnh và nhiệt độ bên trong video đó thì gần giống nhau. Nhưng mà Huỳnh không biết là tại sao là Huỳnh lại thất bại. Nhưng mà Huỳnh sẽ tìm hiểu lại và có thể Huỳnh sẽ làm lại chủ đề này ở một video kế tiếp ở kênh của Huỳnh. Nhưng mà không sao hết, Huỳnh cũng đã có một trải nghiệm rất hay cho ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã xem video của Huỳnh. Nếu như các bạn cảm thấy hay, hãy like, share, chia sẻ và subscribe kênh giùm Huỳnh nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp ở kênh Hana Huỳnh. Và hẹn gặp lại, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video của mình. Nếu các bạn cảm thấy hay, hãy like, share, subscribe và chia sẻ giùm mình nhé. Và nếu như các bạn muốn mình làm về chủ đề gì cho video tiếp theo thì hãy comment ở phía dưới để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye.